Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một chiếc USB mini với tên gọi là Silicon Power, một cái thương hiệu ở Việt Nam mình cũng khá là nổi tiếng. Chiếc USB này có dung lượng là 8 GB các bạn ha. Thì chiếc USB này phân phối bởi công ty BSD Việt Nam và là hàng chính hãng. Xuất xứ của USB này là từ Đài Loan ha, không phải Trung Quốc các bạn ha. Rồi mình xin mở cái USB này ra cho các bạn xem. Thiết kế của USB này là bằng thiết chống sốc và nó rất là nhỏ, nhỏ bằng cái ngón tay của mình, nửa ngón tay của mình thôi. Và tem phân phối chính hãng các bạn ha, tem phân phối chính hãng của nhà phân phối. Thì cái USB này trong hệ thống của mình đang rơi vào giá từ 68 đến 75 ngàn một chiếc. Các bạn có thể tham khảo tại website. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của tôi.